bạn gái nói bạn gái bị bệnh nặng quá nên là sau này sợ làm gánh nặng cho em á, bạn gái mới kêu là thôi chia tay đi. Rồi mình chia tay luôn. Thì em khuyên nhủ không được thì thôi em cũng chấp nhận luôn. Thật ra khi mà nhìn thấy em á thì có giống như cái mẫu người mà anh mong muốn không? Cũng anh cũng không biết nói gì nữa. Ngọc Lan và Quỳnh Linh, kính chào quý vị. Chúng ta gặp nhau để cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Ông Mai bà Mối đã thực hiện được sứ mệnh của mình. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với cặp đôi thứ hai. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Thấy mặt sáng liền á. Rồi. Mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em chào chị Ngọc Lan xinh đẹp. Anh Quyền Linh vui tính. Chào anh tham gia cùng với em. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Võ Thị Tú Trinh. Năm nay em 33 tuổi. Em sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Rồi, chào Tú Trinh. Mời em trai. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên Việt, năm nay 35 tuổi. Em làm nghề chụp hình với phim được 17 năm rồi. Em đang làm shop bán đồ máy tính, điện thoại. Quê Việt ở đâu? Quê gốc em ở Bắc Ninh. Bắc Ninh, đó là lý lịch của nhà trai luôn. Bây giờ nhà trai muốn nghe nhà gái nói ưu điểm khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em á là em là người tự lập, mạnh mẽ, biết nấu ăn, chăm sóc gia đình tốt. Khuyết điểm của em á là người hơi nóng tính, em hơi thẳng tính, tự cảm thấy mình mệt mỏi nữa. Em có phải là người phụ nữ của gia đình không? Dạ có. Chị cũng cảm nhận được điều đó. Người phụ nữ mà giỏi nội trợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, mê ở nhà là biết người phụ nữ của gia đình. Bên đây người đàn ông cũng nấu ăn giỏi, nội trợ giỏi nha. Đường tình duyên của mình sao Việt? Em có hai mối tình. Hai mối. Dạ. Mối dài nhất là bao lâu? Dài nhất là hơn 7 năm ạ. Trời ơi. Mối kia khoảng hơn 1 năm thôi ạ. Vậy là 8 năm để yêu thương yêu đương rồi ha. Khoảng thời gian giữa hai cái mối tình cũng khoảng 2 năm, thành ra là em mất khoảng 10 năm thanh xuân. 10 năm thanh xuân. Dạ. Rồi lý do 7 năm đó yêu đương sao mà chia tay vậy? Bạn gái bị bệnh nặng quá, thành ra là sau này sợ làm gánh nặng cho em á, bạn gái mới kêu là thôi chia tay đi. Rồi mình chia tay luôn. Thì em khuyên nhủ không được thì thôi em cũng chấp nhận luôn. Thật ra nếu vậy thì mình lại càng phải chăm sóc bạn gái nữa. Đúng rồi. Nhưng mà bạn gái không có chịu. Nhưng mà sau đó thì tình hình bạn gái như thế nào em có biết không? Bây giờ lóc em luôn rồi, em cũng không biết, không có liên lạc được. Cái tình cái nghĩa nó lớn lắm á. Dạ. Mình nói cô ấy rằng là chúng ta không yêu nhau được thì anh sẽ là bạn. Em cần lúc nào để anh có thể chia sẻ. Bởi vì nếu cô ấy bệnh nặng là đúng là cô ấy là người tốt đó, không muốn em khó khăn. Dạ. Nhà gái nói về tình duyên của mình đi. Dạ, em trải qua một mối tình. Mối tình đó thì cũng đi tới hôn nhân. Nhưng mà tụi em không có đi được dài, hơn 1 năm thì tụi em ly hôn. Tụi em có con chưa? Dạ chưa. Thứ nhất em đến với anh này thì thời gian nó cũng nhanh chóng. Nó yêu vội đó. Cho nên là khi mà cưới về thì em thấy có nhiều quan điểm sống á, hai đứa không có hợp nhau. Rồi dần dần càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cho nên là kéo dài hơn 1 năm thì tụi em quyết định là giải thoát cho nhau, để cho nhau tìm một cái mối mới. Em có ý kiến gì về bên nhà gái không? Em chia sẻ quan điểm của em là em thì cái thời gian mà chia tay bạn gái hơn 7 năm thì là cũng có khoảng thời gian là mình nhớ nhung có khoảng 2-3 năm thì em cũng quên hết rồi. Em không biết là bạn gái mới ly hôn thì tình cảm nó còn vấn vương gì không thì em cũng không biết. Ly hôn lâu chưa gì nhà gái? 6 năm rồi anh. 6 năm rồi, chắc hết rồi. Dạ. Anh này ít nói quá, để tôi qua coi. Dạ, chào nhà trai. Dạ, anh chào chị. Thích mẫu hình sao đó, anh nói chị Lan biết đi. Giống chị Ngọc Lan. Ngọc Lan. Hiếm lắm em, hiếm lắm. Em đừng nên tìm những người mà có quá nhiều ưu tư. Dạ. Như chị em thì tiêu chí em cũng đơn giản lắm, ví dụ như là chỉ cần một nụ cười đẹp hay là em đã thích rồi. Cười đẹp thôi đúng không? Cô đẹp gái bên kia rất là dễ thương. Dạ. Nụ cười rất sáng luôn. Mời tôi coi mặt nhà gái coi sao. Dạ em chào anh. Trời ơi,
có ai hai đồng điếu. Ờ, ai có hai cái đồng điếu xinh dễ thương người ta. Trời ơi, mình quê ở đâu vậy? Dạ, quê em ở Hậu Giang. Hậu Giang hả? Trời, gái miền Tây ngọt ngào lắm. Đây mới người miền Tây nè, người miền Tây thật thà lắm. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Ví dụ như em thấy là ví dụ ngoài ngoại hình đi, thì anh nó dễ nhìn. Dễ nhìn? Dạ. Bên này rất dễ nhìn. Dễ thương, gần hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Có hết, gì nữa? Về tính cách thì không có gia trưởng, không hút thuốc. Rồi, anh này chắc có thuốc không Việt? Chắc có rồi, thì có không? Dạ có, chút xíu. Ví dụ như hai ngày một gói. Mấy ông hút thuốc nhạy cảm lắm. Đang hút thuốc nghe, không thích hút thuốc ấy. Dục liền. Mặt lãng lãng vậy đó. Rồi, không thích điều gì ở người đàn ông nữa. Nếu mà nói về hôn nhân á, thì em không thích sự phản bội. Phản bội? Dạ. Cuộc đời cũng chẳng ai muốn phản bội ai hết. Đôi khi số phận nó phản bội chúng ta thôi. Không, nói vậy không đúng, mà không đồng ý. Chứ sao? Do mình lựa chọn, chứ không có đổ thừa số phận. Đôi khi tự nhiên đi ngoại tình rồi cái đổ thừa tại số phận đưa đẩy tôi phải ngoại tình. Thì cũng có khi cái số phận nó đẩy đưa đến ngoại tình. Không, do mình lựa chọn hết. Dạ, duyên phận thì đúng hơn. Không luôn. Ai mà đi ngoại tình mà do duyên phận? Do mình gặp người đó say nắng. Ví dụ cảm thấy là yêu người đó hơn, người phụ nữ của mình về nhà ly dị xong. Vì do thân phận. Không luôn. Sao mà do thân phận được trời? Thân phận do mình muốn hay không muốn thôi. Thân phận nó đẩy đưa. Lẽ thân trai thì hai bến nước hả? À, hay là do bổn phận? Đó là do lựa chọn. À, chứ không có phận nào ở đây hết trơn á. Vậy đó hả? Ừ. Rồi, vậy là do người mình lựa chọn đẩy đưa mình vô cái chỗ không tốt. Không ai đẩy hết, tự mình đẩy chứ không ai đẩy cả. Không ai đẩy hết. Ừ. Số phận nó đẩy. Không phải, trời ơi tức ghê á. Tôi đi xuống tôi không dẫn chương trình nữa bây giờ á. Khó quá. Đúng không em? Phải dạ. Như vậy đúng không? Dạ đúng. Ủa tôi nói vậy đúng không dạ mấy chị? Đúng không? Mình đi với ai nè? Dạ em đi với chị đồng nghiệp của chị em. Chị đồng nghiệp phải không? Hỏi ý kiến chị đồng nghiệp coi. Chào MC Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan, chào bạn Nam. Mình là tên là Uyên, đồng nghiệp và chung với lại Tú Trinh. Đồng ý với quan điểm của Ngọc Lan á. Phải rõ ràng như vậy, không có nhập nhằng được. Đúng. Không có gian gian díu díu mập mờ không được. Về Tú Trinh á, thì là Tú Trinh là người tính cách khá là hiền lành á. Kiểu như là Tú Trinh giúp đỡ người khác á. Nhưng mà có cái thì là Tú Trinh đôi khi cũng khá là nhút nhát. Chị thấy bạn Nam bên đây thì bạn cười khá là tươi giống em á. Chị nghĩ là nên cho nhau một cái cơ hội để mình có thể tìm hiểu nhiều hơn. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã ủng hộ Ngọc Lan. Đi với ai nè nhà trai? Em đi mình. À rồi ok, cái này là số phận nè. Số phận em đi một mình nè, chứ không ai lựa chọn cái này hết á. Tôi thấy cái tên không đã hợp. Bên tên Việt, bên tên Trinh gộp lại thành Việt Trinh. Đẻ con đẹp lắm. Con đẹp lắm á. Thôi, cái số phận đưa đẩy chúng ta đến đây rồi. Ừ, cái này chịu. Chúng ta biết đâu mình sẽ là duyên phận với nhau. Đúng rồi. Đúng không? Rồi chúng ta là phải làm trọn bổn phận với cho rồi. Nhau ha. Nào, vậy thì sao? Mở rào. Bắt đầu. Tiến tới đi Việt. Em ơi, mình giải thích về cái món quà này đi. Đây là món gì? Mì Ý bò. Mới đầu em tính làm bò lagu nhưng mà không có thời gian chuẩn bị nên làm món này nó nhanh hơn. Trời ơi, tâm tư tình cảm quá trời quá đất. Mới nghe mì Ý ăn có chừng mập lắm á. Chúc ăn hết chia tôi nha. Khi mình nhìn thấy em á thì có giống như cái mẫu người mà anh mong muốn không? Cũng giống đó, bạn nó xinh giống chị Lan lắm. Cũng giống, anh cũng không biết nói gì nữa. Em có gì hỏi thì anh trả lời. Hiện ba mẹ giờ đang ở đâu anh? Mẹ anh thì đang ngoài Bắc. Ba mẹ anh ly dị rồi. Chỉ có anh sống với mẹ thôi. Anh sống với mẹ. Rồi nhà anh đông anh chị em không? Nhà anh còn một người anh trai anh nữa là có anh em thôi. Anh trai là có gia đình rồi anh hả? Có gia đình rồi, ở bên quận 9 á. Em làm ở Bình Dương đúng không ta? Dạ đúng rồi, em ở Bình Dương. Anh thì cũng khá là bận. Anh chỉ sợ là không có thời gian để mà chạy lên Bình Dương, cũng hơi xa. Tìm hiểu có thể đến với nhau thì em có thể về Sài Gòn mình làm việc hay là như thế nào không?
Dạ, công ty em thì ở Bình Dương, nhưng mà ví dụ như chuyển về thành phố sống thì em có thể chuyển về, nhưng mà công tác thì em vẫn làm ở đó. Bình Dương là sát bên thành phố Hồ Chí Minh, dạ, đi lại cũng không có xa. Rồi quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi bạn như thế nào, nói nhau nghe đi. Hai người phải hiểu nhau rồi chứ, mà hợp nhau nữa, nếu mà không hợp thì lấy về thời gian sau rồi tìm hiểu kỹ càng ra rồi cũng chia tay. Em cũng đồng ý với quan điểm đó. Khi mà hai người đến với nhau á thì quan trọng nhất á là quan tâm, chia sẻ đúng với rồi. Nhau à. À, mình thích cái gì hay muốn cái gì thì nói, chứ để đối phương đoán á thì với lại chấp nhận khuyết điểm của nhau đúng không? Dạ. Em vẽ ra một cái bức tranh, dạ, gia đình thử xem việc. Công việc anh nó cũng bận, ví dụ như anh đi làm shop tới 7 giờ tối thì tắm rửa ăn cơm này nọ chạy lên em, thì anh em mình cũng có ít thời gian để mà trò chuyện, anh cảm thấy vậy. Vậy rồi em tính chuyện hẹn hò như thế nào? Thì đó, em cũng đang lo đây, tại vì ở xa. Em mới hỏi bạn gái có thể chuyển về Sài Gòn làm việc, kiếm một công ty khác hay không, nếu mà xác định mình tìm hiểu nhau á. Ủa? Xa. Chủ chuyển về rồi vài bữa rồi không có quen nhau nữa rồi, ta chuyển đi đâu? Rồi ta biết làm sao? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Nên là cái này là phải do em. Em tạo thành một cái niềm tin vững chắc thì cô gái chuyển về là chuyện bình thường. Đúng rồi. Mà đây tới Bình Dương em ở đâu mà xa? Em quận 5, em chạy lên Bình Dương. Đâu có xa đâu. Hơn 7 giờ mới về thì coi như là 7 rưỡi mới phóng xe đi. Phóng xe đi lên tới Bình Dương là cũng hết 1 tiếng đồng hồ rồi, là 8 rưỡi. Rồi em tính nếu vậy hoài thì không có thời gian dành cho người yêu, rồi yêu sao? Thật sự là em nhiệt huyết á. Dạ. Em thành tâm á. Dạ. Thì cái chuyện đường xa nó không có quan trọng. Thậm chí là các bạn, một lần các bạn gặp nhau chỉ tầm khoảng nửa tiếng thôi là đủ rồi. Như cặp vợ chồng ta, người đầu Nam, người cuối Bắc, người miền Tây, người miền Trung, người miền Bắc, người miền Nam, ha? Một người ở nước ngoài, người ở Việt Nam, người ta vẫn yêu nhau cả đời. Thậm chí người ta khi đã tình yêu đủ lớn rồi, người ta có thể hy sinh cái những cái gì mình đang làm, mình đến với người yêu của mình để được yêu thương, để được che chở, được chăm sóc v.v. Còn thật ra bây giờ chưa có yêu nhau mà đưa ra vấn đề đó cũng hơi khó. Đúng rồi, thật ra em hiểu được cái ý của bạn này đó là mai mốt nếu mà để tiện hơn á, thì cô gái có thể chuyển xuống được hay không. Tức là bạn chỉ tính như vậy thôi. Tính gì, anh mới nói là giờ mình chuyển về đây để tìm hiểu nhau sao được. Tôi không binh được. Và vì em nói là phải chuyển liền thì không được rồi đó. Không, em không anh nói binh nhà gái luôn. Em không nói chuyện liền. Chuyển để tìm hiểu là không được. Em nghĩ là trước mắt cứ mình cứ nói chuyện qua mạng đi, em nghĩ vậy. Không, theo chị Lan thì em nên nhiệt huyết hơn chút xíu trong cái vấn đề hẹn hò với nhà gái. Em phải đánh dấu chủ quyền liền chứ, mình là con trai mà, mình phải xuống cái vùng đó liền, xuống nhà đó liền, là mình phải đánh dấu dạ con chính thức là bạn trai của con gái bác rồi. Là những chàng trai chung quanh thì đừng dê dãng, bởi vì tôi là mỗi ngày tôi về đó. Bây giờ việc tới nắm tay bạn gái đi, mình nói chút xíu về cảm nhận của nhau nãy giờ đi ha. Nào, tới đi Việt. Bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh thì cuối năm anh với mẹ anh định về Bình Chánh. Nhà anh ở Bình Chánh á, anh ở thì lúc đó nó cũng xa xôi quá, anh cũng chưa biết làm sao. Cảm nhận của em á, là khi đến cái chương trình á, thì thật sự á, em cũng muốn cho mình một cái cơ hội. Em thấy anh đang ngại ở chỗ là về khoảng cách, cho nên thôi em nhường để cho một cái bạn khác ở gần anh hơn. Ok. Vậy thôi đó hả? Rồi, thôi về ghế đi các bạn. Tim tôi đau quá man. Bấy giặc Toshiba điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. 3 2 1. Hết thời gian. Không được thì buông thôi các bạn. Cái điểm nó không có tốt. Mời rồi, thôi lại. Được rồi. Nếu tôi là người phụ nữ thì nói như thế thôi. Bình Dương với lại Bình Chánh không có xa, nó bình bình thôi. Thôi có thể là hôm nay các bạn không có duyên gặp nhau, có lẽ một chút lo lắng gì đó, một chút trăn trở gì đó mà mình không thể nói ra được ha. Thôi, hy vọng rằng trên sóng truyền hình sẽ có hàng triệu chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái và hàng triệu cô gái sẽ bấm nút cho chàng trai thôi. Đơn giản như vậy. Đây là những món quà dành các bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà. Thì chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau, nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Sweet Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng nữa nhé.
tạm chúc biệt. Các bạn sẽ tìm được hạnh phúc. Một câu chuyện vô cùng tuyệt vời, một câu chuyện một chút tiếc nuối, nhưng cuộc sống nó luôn luôn có những cái màu sắc như thế, những lúc hạnh phúc, những lúc tụt cảm xúc như thế, nó mới trở thành cuộc sống quý vị nha. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Bây giờ thì Quyền Linh, Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình được sự tài trợ bởi nhãn hàng Yêu Man Gel, thuốc dạ dày chữ Y, bảo vệ niêm mạc, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Đến hàng lại lên, chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ hai cặp đôi để xem họ có bấm nút hẹn hò hay không, để xem Quỳ Linh và Cát Tường mát tay cỡ nào nhé. Mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Mời bạn nữ. Rồi, mời em. Mời bạn nam. Rồi, xin bây giờ mình giới thiệu mình nha. Anh Quyền Linh và chị Cát Tường xin chào tất cả quý vị khán giả trường quay và xin chào bạn nữ bên phía rằm bên kia. Dạ chào bạn. Em tên là Trần Hoàng Anh, năm nay sinh năm 90 ạ, 28 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của công ty thiết bị mầm non của miền Nam. Quê em ở đâu? Quê em ở Nam Định ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, nhà anh Quỳnh Linh, anh chào bạn bên kia nha. Em chào toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Phạm Nguyễn Lưu, năm nay 23 tuổi. Em đang làm nhân viên kế toán ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, em sinh sống thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, quê mình đây luôn hả em? Dạ, quê em ở Nghệ An đó chị. Nghệ An? Dạ. Mình có những ưu điểm, khuyết điểm nào mình có thể kể cho bạn gái nghe luôn? À, ưu điểm của em thì là năng động. Năng động? Nhiệt tình. Biết nấu ăn. Nấu nhiều món không? Cũng được anh ạ. Món gì là ngon nhất? Theo em thì em thấy em nấu cái món mà nấu chuối ốc á. Món nó món nhậu hả? À, món chuối ốc là món nhậu à. Nấu được. Nấu cho mình ăn không à. Chuối đậu đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi bữa nào nấu cho bạn gái ăn được. Khuyết điểm là gì? Hơi nóng tính trong công việc, đang cần một người để kiềm cái tính của em một xíu, kiềm chế ha. Dạ. Người kia phải kiên nhẫn đúng không? Đó, bên đây bạn gái vậy. Thì sao nè, điểm mạnh điểm dạ, yếu của em? Điểm mạnh của em là chắc là không có điểm yếu á chị. Điểm mạnh là không có điểm yếu, hay quá. Vậy điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là không có điểm nào mạnh hết hả? Dạ, điểm mạnh của em là thứ nhất là rất là chăm lanh, rất là biết nấu ăn, tự thiên về gia đình đó chị. Ừ. Bên đây nấu chuối ốc ngon, bên kia nấu món gì ngon em? Chắc là trứng chiên á anh. Trời ơi, khó dữ rồi nha. Được, cũng có tính hài hước ha. Rồi, còn điểm yếu của mình? Dạ, điểm yếu của em là chắc là cái chiều cao khiêm tốn đó chị. Thế lại hơi lì lì xíu. Hơi lì lì? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lì với bạn trai thôi. Với những người khác thì ngoan. Dạ đúng rồi. Với bạn trai mình hơi lì. Dạ đúng rồi. À, vậy thì tình trường mình sao? Có em rồi. Trải qua 2 mối tình đó chị. Mối tình chia tay gần đây là chắc là hơn 2 năm mà. Lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì cái... Tại lì quá hả? Dạ không. Dạ, thứ nhất là khoảng cách xa đó chị. Em nghĩ là không có hợp với chị. À. Nên là gia đình không chịu. Không có gì em? Gia đình bên kia không chịu anh. Em có biết lý do sao tao không chịu không? Quan điểm của em thì em sống thích sống ở trong đây anh. À. Mà ở bên kia là... Muốn về quê đúng không? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Em lấy vợ em có muốn về quê, vợ về quê luôn không? Thì cái hướng của em thì lấy vợ thì em cố gắng có lập nghiệp ở trong này. Ừ. Sau này về già thì lúc đấy thì hai vợ chồng tính. Về già mới tính đúng không? Ba mẹ em đang ở dưới, ở quê hả? Hay là vào đây luôn rồi em? Ba mẹ em đang ngoài quê chị ạ. À rồi. Ừ. Già mới về đừng có lo. Ở bạn trai tình trường như thế nào rồi em? Em thì đã trải qua 2 mối tình rồi chị ạ. Mối tình gần nhất á thì là do cái bạn nữ thì công việc làm DJ á. Ừ. Thì em cũng không thích cho lắm. Em quen bạn nữ đó bao nhiêu năm? Em quen bạn nữ gần 2 năm. Lúc em quen bạn có làm lắm quán bar chưa? Chưa. Bây giờ bạn gái bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào?
Đơn giản lắm anh ơi, cao trên 1m7 được rồi. Trên 1m7? Dạ. Em là 1m mấy? Em 1m72 ạ. Ngon luôn. Ngon luôn. Rồi gì nữa em? Dạ, có công việc ổn định, lo được cho người ta, rồi sau này lo được cho em, rồi cho gia đình nữa. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, cái tính gia trưởng á chị. Em có gia trưởng không em? Hơi quyết đoán một chút chị ơi. Quyết đoán thì tốt, nhưng mà gia trưởng là khác. Người đàn ông thì phải quyết đoán trong công việc, quyết đoán trong mọi chuyện. Còn gì nữa không, ngoài tính gia trưởng, cái gì em không thích nữa không? Ở dơ dơ á chị. Ở dơ? Dơ dơ không thích. Dơ dơ là sao? Dơ dơ là bừa bộn á chị. À, em là xinh, công việc ổn định, duyên dáng. Lý do tại sao mà em phải cần nhờ đến chương trình? Chắc là cái tiêu chuẩn của em nó hơi cao xíu. Là cái người mà được cái điểm này thì nó lại không được điểm kia. À, cho nên là em cũng thích. Là em hơi khó tính. Dạ đúng rồi. Hơi, hơi khó chứ không khó lắm. Bạn trai muốn tìm người bạn gái chuẩn như thế nào? Tại vì em cũng có hướng mà kinh doanh rồi làm việc nó dễ hơn một chút thì em xem vào cái tuổi tác hơn. Em hợp tuổi gì? Theo em thấy là tuổi em là 91 hoặc 95 thì được. Em 95 á chị. 95 hợp luôn, hợp luôn. Trời ơi, vô luôn được rồi, chung quá luôn. 95 hợp. Dạ chào chị. Em có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Ví dụ mà tính của em đã nóng như vậy thì kiềm chế em khi mà ví dụ mà ở giữa đám đông như này thì nên giữ cái sĩ diện cho em. Dạ, nên nhường nhịn một tí rồi tối về hoặc là lúc nào tâm sự riêng. Nhai em sao vẫn được. Cô này thì cổ lì lì thì em có chiều được cổ hay là em có cái chiêu gì để có thể trị được cái lì đó của cổ không? Lì lì thì em cứ nhây vậy ạ. Cứ càng lì em càng nhây. Coi như em lì hơn đúng không? Em có phải là mẫu người ga lăng lãng mạn không? Em thì ga lăng thì có nhưng mà lãng mạn thì ít, em thực tế hơn. Thực tế hơn. Ví dụ mà nay ngày 8 tháng 3 anh dắt em đi ăn uống gì đó thì được, chứ bảo mà tặng quà thì... Tặng quà cũng không được luôn hả? Không phải, ví dụ tại vì cũng không biết là tặng quà gì, em thích là thực tế hơn. Bảo là ví dụ em muốn cái đầm hay cái váy gì đó. Ừ thì cái đó cũng là tặng quà, không có nghĩa là không có tặng những món quà lãng phí, chứ không phải là không tặng quà. Phụ nữ á, đôi khi vật chất họ cũng cần, nhưng mà cần cái tinh thần nhiều hơn. Ít nhất cũng phải có một bó hoa nào đó. Biết rằng cái đầm, cái váy nó mắc hơn, nhưng mà hoa nó vẫn là cái tinh thần nó. Em tặng hoa nó khác. Cái hoa dại bên đường em tặng được kèm theo cái đầm. Bây giờ kế hoạch kết hôn của em là khi nào? Em thì nếu mà dự tính mà hai bên đồng ý thì sang năm cưới. Em có đủ khả năng tài chính để mà lo cho bản thân em vững chắc rồi vợ con sau này chưa? Em... ổn. Tự tin. Dạ. Rồi được. Chị được đưa được không chị? Được cơ. Trước khi anh qua anh xem mặt thì em nói cho anh cái mẫu hình lý tưởng của cô gái mà em đang hướng tới như thế nào? Có nước da trắng là đầu tiên. Da trắng. Khuôn mặt nó ưa nhìn. Trắng thì phải ưa nhìn rồi. Cái chiều cao thì từ 1m55 trở lên. 55 trở lên hả? Em có 50 anh ơi. Chết rồi. Mất 5 phân. Đôi dài anh tớt, đôi dài anh tớt. Thôi mẹ đi giày được rồi ạ. Thôi được rồi, để anh qua kiểm tra coi. Mất 5 phút sau. Dạ dạ. Em chào anh. Chào em gái, dễ thương quá. Rất là xinh ha. Lỡ ngày 8 tháng 3 này kia anh không mua hoa cho em thì sao? Không sao, em không thích hoa, em thích quà hơn là hoa. Trời ơi. Dạ. Phụ nữ thì cũng lạ nha. Anh này anh không thích lãng mạn. Em dạy được. Em dạy luôn. Được. Được. Anh nắm tay em thì em nắm tay ảnh gì đâu. Đôi khi á, phụ nữ chủ động cũng là điều tốt. Dạ. Bạn gái. Dễ thương. Dễ thương. Chấm rồi đó em. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân sao rồi mình cho gặp mặt luôn. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị hai, chị ruột em với lại anh họ với lại mấy đứa bạn em anh. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý khán giả đang ngồi trong trường quay. Chị thấy em trai theo cái tiêu chuẩn của em thì cũng được đến 70% rồi đó. Nhưng mà về cái tính gia trưởng em nói thì có lẽ hạn chế bớt. Chị cũng thấy là cũng được. Thì nếu như mà hai em có cơ hội thì nên cho nhau để tìm hiểu thêm. Em nói gì chị hai đi em. Dạ em chào chị. Tính gia trưởng của em ấy, thì em cần một người để kiềm chế em thì em kiềm chế được. Mà anh nghĩ rằng em gái của em sẽ kiềm chế được đó. Thấy là nó ngã liền là không sao chứ. Giờ em hứa với chị gái gì đi, cho gái tin tưởng em chút xíu đi. Nếu mà bạn gái bên kia mà có bấm nút mà hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau, em hứa với chị là không cho bạn gái em tất cả nhưng mà sẽ cho người ta hạnh phúc nhất. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Bạn trai hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với sếp và đồng nghiệp của em và chị gái em ạ. Chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào các bạn khán giả. Em trai chị ấy thì nó nóng tính thật nhưng mà nó là một người có trách nhiệm. Là một người của gia đình đấy em ạ. Nó lựa chọn vợ ấy thì cái tiêu chuẩn hàng đầu của nó ấy là một người mà biết chia sẻ khó khăn với nó. Ý kiến sếp sao? Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Bạn gái này cũng nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là dễ thương. Mong là hai bạn cho nhau một cơ hội.
để đến với nhau thì sẽ tốt hơn. Rồi. Mà mình đắn đổi thêm với bạn Hoàng Anh là bạn này là sinh ra là do bạn cho bạn á. Em cảm ơn anh. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt. Màn lên đi. Không gian này là của tụi em nhé. Mời các bạn. Chào em. Dạ. Thì đến chương trình thì có bó hoa và món quà muốn tặng em. Dạ em cảm ơn. Này này của hồi môn hay gì anh? Vậy mà nói là không lãng mạn. Có hoa rồi, có quà. Cái đó cái gì nữa trên bàn còn cái giỏ gì? Thì em có chuẩn bị cho bạn gái món ăn sáng. Em cầm đầu quá. Là cái gì vậy em? Chuẩn bị kỹ để chàng. Là cái gì? Tôi giờ mới thấy bạn muốn hẹn hò mà chàng trai nấu cho bạn gái luôn. Đây là chị đưa em cho em mở chứ nào chị mở thì kỳ quá. Cái này cơm chiên Dương Châu á đúng không anh? Chuẩn bị kỹ vậy ta. Đây là hộp kim chi. Em nhìn theo quý vị bên dạy em không nhớ anh gì nha. Thử nếm đi em. Kim chi em làm hay em mua? Cái này là chị gái em làm ạ. À. Em mang cơm cho... là em chiên. Dạ. À, em phải cơm, ăn cơm, ăn cơm. Cơm là ảnh chiên. Cái này ngon lắm anh. Cái này chị làm để anh ăn. Gì vậy? Em ăn cơm của ảnh kìa. Ngon không? Ừ được. Đó quà tặng em đó. Dạ. Công nhận á là đầu tiên anh thấy cảm tình rồi đó. Chuẩn bị rất là kỹ càng. Có hoa, nhờ chị làm kim chi nữa ha. Có quà, có đồ ăn tuyệt vời. Giờ bỏ qua chuyện ăn uống đi nha. Chúng ta bắt đầu 2 phút lại từ đầu nha. 2 phút bắt đầu. Anh thấy em như thế nào? Cái cảm giác đầu tiên của anh nhìn về em ấy thì đúng là một người cô gái dễ thương. Em cảm ơn. Nhỏ nhắn. Dạ. Có nước da trắng. Em có một vấn đề là em có một nhóm bạn thân là con trai. Hay đi chơi với người ta, anh có ngại cái vấn đề đó không? Thì cái vấn đề giao tiếp của giữa em và bạn trai thì đấy là bạn thân ok thì không quan trọng, nhưng quan trọng là cái tình cảm giữa hai đứa tin tưởng với nhau để không để người ta hiểu nhầm. Cái gì cũng có mức giới hạn thôi. Anh có gì muốn hỏi không? Muốn đón cha mẹ anh vào đây. Dạ em thì nghĩ... em có ý kiến gì không? Em nghĩ vậy cũng ok. Tại vì em cũng muốn sống chung với ba mẹ chồng. Dạ. Trước khi tiến hành bấm nút thì có hát bài nào tặng cô gái không? Đó. Ngày không em không lung linh nắng trên con đường lòng người bước qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong. Được rồi. Câu này lãng mạn lắm đó chứ đừng giỡn nha. Được. Chúng ta có thêm 30 giây nữa để nói những suy nghĩ của mình về người đối diện. Nãy giờ mình suy nghĩ thế nào? Trái tim mình có một chút gì rung động chưa? Cái tính cách của em thì anh cũng chưa biết. Thì mình cứ cho nhau cơ hội thì mới biết được cái tính cách của nhau và còn thiếu cái gì để bổ sung cho nhau. Em cũng nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Rồi. Dạ. Quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định đó các bạn nha. 1 2 Một, hai. Ba. Rồi. Sao vội vàng quá vậy cưng? Dễ thương quá à. Nhưng anh nghĩ rằng cô ấy đủ bản lĩnh để kềm chế anh này đấy. Đúng rồi. Chàng trai dễ thương mà. Cũng ga lăng lắm chứ không phải là không lãng mạn đâu nha. Rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Ấy em nói với bà chị đi, xin chị tiến đi. Hai đứa thì cho nhau cơ hội thì xin phép chị và các anh chị bên phía em gái cho em thơm má. Được không chị? Chị khóc rồi kìa. Thấy chị cảm động chưa? Được hai anh trai hả? Ta cảm động. Thôi, mình làm nhiệm vụ của mình đi em. Chị nói rồi. Sao chị lại khóc? Em nắm được chặt bàn tay của người em tin tưởng. Hy vọng đấy là quyết định của em. Hai em nên tìm hiểu kỹ nhau và đi đến quyết định cuối cùng. Cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho hai em được gặp gỡ. Và chúc cho chương trình ngày càng phát triển, thu hút nhiều người xem. Và nhiều người có cơ hội để đến đây tìm được một nửa của mình. Rồi, cảm ơn em. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Một không gian rất lãng mạn, chúng ta sẽ đến đây để tìm hiểu lẫn nhau. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc.
Quà tặng của bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm cao su Đồng Phú khi mà hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây. Quà tặng dành cho hai bạn là một phần quà đến từ nhà tài trợ Human Gel. Rồi. Cho dù quà nhiều nhưng mà phải tranh thủ, phải nắm tay nhau, đừng có buông tay ra. Hãy nắm chặt giống như nãy chị nói đó. Đi xem phim tìm hiểu nhau nha. Đúng rồi, nhớ nắm chặt phải tay nhau nào. Chị gái đã giao em gái cho em là phải nhớ làm tròn trách nhiệm của mình, nghiêm túc trong cái mối quan hệ này nha. Nhớ giọt nước mắt của chị gái nha. Rồi. Chúc hai em hạnh phúc nha. Chúc em hạnh phúc anh chị nha. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Giờ mình giới thiệu cho bạn bên kia nghe rõ luôn ha. Chào anh Quyền Linh đẹp trai, chào chị Cát Tường xinh đẹp, chào bạn nữ. Em tên là Tào Quốc Bảo. Em năm nay 34 tuổi, hiện tại là quản lý quán cà phê Art Coffee. Mời các bạn nếu mà có thời gian có thể tới thưởng thức những cái nước uống ngon, bổ dưỡng. Tới đây quảng cáo luôn ha. Quê mình là ở đâu? Dạ em là ở Sài Gòn. Sài Gòn là quận mấy? Dạ em ở quận Phú Nhuận ạ. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Lê Chuông Bảo Trâm, năm nay em 28 tuổi, em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, quê em ở Bình Thuận và hiện tại thì em đang làm ở kế toán. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là rất là nhiệt tình, lúc đầu thì hơi nhút nhát thôi nhưng mà vô trúng buồn là quậy tới chỗ. Trúng buồn là quậy tới chỗ. Dạ, em cũng hát được, yêu ca hát. Vậy hát lên cái cho nó vui vẻ. Hát cho đỡ, đỡ căng, thấy không, em hơi căng rồi đó. Cầm lắng quá. Dạ, em xin hát một bài. Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, phố xa xôi đã vắng người qua. Em xin hát. Em trai hát đáp lại cái đi. Hát gì, hát lớn lên. Dạ, em xin hát bài Nhỏ ơi ạ. Nhỏ ơi, lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu. Mấy chữ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Nhé nhỏ, nhỏ ơi. Thấy có không khí liền ha. Dạ. Em trai có thế mạnh gì? Dạ em là vui vẻ hòa đồng, thích đi du lịch, thích nghe nhạc, xem phim. Có những cái tật xấu gì không? Dạ xấu thì chắc xấu đều quá. Hả? Dạ. Ít nói, rồi ngại tiếp xúc, rồi cũng bề bộn, cũng chưa có gọn gàng. Sợ rác bừa bãi này kia hả? Dạ không có bừa lắm anh. Dạ cũng vừa vừa. Rồi. Dạ. Còn em gái sao? Rồi. Điểm yếu là gì em? Dạ điểm yếu là em hơi hậu đậu tí, nói chung là em hay làm đổ đồ, bể đồ. À đụng đâu đổ bể đó vậy đó. Hôm qua em làm quán cà phê này được đó. Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình thời còn sinh viên. À. Dạ và từ đó tới giờ thì bao lâu tịch rồi? Luôn. Tịch luôn. Nhưng mà sao nó tịch vậy em? Em nghĩ chắc do em cũng hơi men quá. Thấy gì mà men quá hả? Có thích con trai không? Dạ không. Hả? Dạ không. Hả? Dạ không. Hả? À. Dạ không, em thích con trai. Em mê trai lắm. Mới nói em men quá, hỏi thích con trai không không? Hơi bàng hoàng. Dễ thương mà, chào em. Trời ơi, nói phát biểu làm anh cũng rối luôn. Nói nhầm thôi đúng không? Em nói nhầm. Em thích mẫu con trai sao em nói anh Linh luôn đi. Coi bữa nay anh Linh làm mai cho em được không? Dạ em thích bạn trai em cao 1m7. Cũng gần có. Có thể là hai trường phái, một trường phái là thư sinh, chắn chẻo, dễ thương. Còn một trường phái là men, nhìn nam tính. Búp míp, mẫm mỉm được không? Đừng ù quá. Không có ù, hơi ú tí. Không, em không thích ù lắm đâu. Không ù lắm đó, không ù lắm đâu, dễ thương. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Anh Quyền Linh. Hả? Cảm ơn em, bắt tay cái nào.
miễn thích con trai là được rồi hả? Có anh em lo sợ không thích trai thôi. Có em thích lắm anh. Bạn gái dễ thương lắm á. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào nè, để chị coi bên đây phù hợp không. Dạ em cũng không có đòi hỏi gì nhiều, chở cỡ Phạm Hương thôi nè. Thôi không, khó quá, bỏ qua đi em. Nói vui thôi, hài hước đó em. Dạ nói chứ một bạn gái thì cũng không cần gì nhiều, thì vui vẻ, hòa đồng, lễ phép, vui nhìn và có chiều cao khoảng 1.5m, 1.6m là được. Rồi được luôn. Bên kia là rất dễ nhìn. Bây giờ có cái điều gì em không thích ở người bạn trai em nói đi. Em không thích hói. Sao vậy? Anh Linh đánh ghét mấy người nào mà không thích hói lắm á. Không, hói nha. Anh Quyền Linh là chấp nhận được. Dạ. Có anh chấp nhận được ha. Giữa ốm với mập em chọn cái nào? Ốm. Ốm. Sao kỳ vậy? Ốm đâu có sức khỏe, nhìn nó. Tại em cũng tròn rồi, cho nên em thích ốm ốm. Xem tròn em cho người ta tròn, em ích kỷ vậy. Em tròn em phải kiếm người tròn luôn cho nó xứng chứ. Tại vì chị nghe Linh cứ nó mập mập bút mít nên chị nghi bên này mập thôi. Chứ cũng chưa chắc, nhiều khi người ta ốm, hiểu không? Em cũng thấy vậy. Em có nghi vậy không? Em cũng nghi nãy giờ. Dạ. Nhưng mà mập gì có được không? Nhưng mà người ta tốt với em, người ta yêu thương em, người ta chăm sóc em. Mình cũng tịch cả chục năm nay rồi. Giảm xuống xíu đi. Hai đứa mập mập rủ nhau đi tập thể dục, nó vui nữa, có bạn đi tập thể dục. Không sao đâu, mập thì tập thể dục xuống không sao chứ. Cố gắng chừng năm là xuống à. Được ha. Body chuẩn. Thẳng lên cho đỡ mập em. Đó, vậy đó. Ngưng lên. Có ở đâu cỡ này thôi, gì đâu. Đâu, dày hơn. Chắc. Cái này cũng khó á. 9 tháng kìa. Cỡ bụng cá ba sa ha. Đâu, dữ vậy, mấy người mập mập mà miệng bụng vậy á, tốt bụng lắm. Dạ. Em có tập thể dục không? Dạ có chị, uống chanh với mật ong cát tường á. Ôi trời ơi, có tâm ghê. Vậy thì em cứ yên tâm, không bao lâu sau em sẽ mất tiêu cái bụng mỡ này. Cứ điều đặn uống mật ong cát tường với chanh với nước ấm mỗi sáng nha. Dạ. Cảm ơn em. Cáo ghê. Được. Quảng cáo từ quán cà phê qua mật ong cát tường. Người ta có tâm hơn anh Linh nữa, thấy chưa? Lấy nhau về mình sẽ lập nghiệp, sống ở đâu? Dạ thành phố Hồ Chí Minh. Có nhà cửa gì chưa? Dạ có nhà. Giỏi vậy đó hả? Dạ nhà của ba mẹ. À nhà ba mẹ. À, ba mẹ khó lắm không? Dạ dễ hả chị? Có đưa ra tiêu chuẩn tìm nàng dâu như thế nào không? Dạ tại vì ế quá nên hết tiêu chuẩn luôn. Em có tật xấu gì không? Dạ xấu đều quá chị. Dạ. Không, cái xấu gì mà đặc biệt á, đều quá thì nó có. Dạ, tại nó đều hết nên nó không có gì đặc biệt chị. Trời đất ơi, nói chuyện cũng lanh quá ha. Đàn trai nói chung cũng dễ thương. Thì dễ thương, chị có hơi đang lo cái đó chút xíu thôi. Tại để uống mật ong tiếp. À, cố gắng đi cưng. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mấy chị bạn, có bác. Thứ hai cô cũng xin chào hai MC duyên dáng xinh đẹp. Dạ. Rồi cô rất là ngưỡng mộ. Và xin chào tất cả mọi người. Bảo thì nó là rất là chịu khó, vui vẻ, tốt bụng. Cháu gái bên đây cũng rất là xinh xắn và chững chạc. Dạ, có lẽ hơi căng thẳng một chút. Thấy chưa, bác còn nói em căng thẳng. Em chào bác, em nói chuyện với bác đi. Vui vẻ lên. Con chào bác. Bác lên đây thì bác cũng có muốn hai cháu có cơ hội để tìm hiểu và đi đến hôn nhân. Cháu là phụ nữ thì mình cũng có cái dịu dàng, bản lãnh. Và để sống tới 70-80 tuổi mà ông xã mình, chồng mình cứ kêu mình cưng ơi cưng à, giống như bác là được rồi. Trời ơi. Rồi mời thêm một bạn nào nữa đi. Chào anh Linh, chào chị Tường, chào mọi người. Hello em. Dạ em chào chị. Bảo thì ít nói nhưng mà cũng giống em á, nếu mà trúng đài á thì cũng rất là lanh lợi. Hồi xưa giờ thì không phải là ế, nhưng mà do là Sài Gòn giấu anh kỹ quá, cho nên hôm nay là mời chương trình để chính thức là xuất đầu lộ diện. Thì cũng mong là hai em đến được với nhau. Chị dễ thương quá à. Rồi em gái hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với mấy anh chị đồng nghiệp với em. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Tường. Chào tất cả các quý vị khán giả. Thì nhìn anh bên đây thì có như một hai điểm gì đó cũng tương đồng. Mong chăm là cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu. Rồi ý kiến người thân mình nghe điều quan trọng là kéo màn lên nha. Cái cảm nhận của mình ha. Chủ yếu là người ta tốt với mình. Kéo màn. Rồi mời hai bạn. Xin chào anh. Đây là bó hoa gửi tặng em. Đây là cái món chanh tuyết này, có thể là giúp cho mình giảm cân nè, đẹp da nè, giải nhiệt trong cái mùa hè. Xem một tí mật ong nó sẽ ngon nè. Dạ em có thể dùng thử. Khi nào mà anh có thể là pha chế cho em mỗi ngày, khi mà em tới quán, là những cái món thức uống ngon.
đó ba má dặn đi con trai đưa nước đừng uống. Rồi bây giờ mình ngồi xuống mình nói chuyện đi các bạn ha. Anh thấy em sao? À, rất là dễ thương, ưa nhìn. Em có vẻ hồi hộp đúng không? Em cũng hơi run. Dạ, em không thích mập nhưng mà em dòm thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng tròn tròn. Sở thích của em như thế nào? Em thích cái gì nhất? Em thích ăn với lại du lịch. À, vậy là hợp với anh rồi. Em đã từng đi du lịch ở đâu nhiều không? Dạ, em đi trong nước không anh? Ảnh hồi xưa làm hướng dẫn viên du lịch đó. Em hỏi thì coi ảnh có thể đưa em được đi đâu? Dạ, đi khắp nơi trên thế giới cũng được. Wow. Anh đi được nhiều nơi chưa? À, anh cũng đi được nhiều rồi. Dạ. Cũng đi châu Âu, cũng đi một số nước ngoài rồi. Dạ. Trong những lúc buồn hay lúc vui thì em sẽ làm cái gì? Buồn em hay hát nghêu nghêu. À, em anh nghe giọng hát em rất là hay. À, anh thì nãy tập dữ lắm, tập mấy bữa nay luôn á mà sao rung quá cái quên lời luôn. Em có dự tính như thế nào về cái kế hoạch hôn nhân không? Nếu mà được thì em cũng mong muốn là năm sau cưới, 2020 sinh con. À, anh cũng dự định nếu mà mình có thể có cơ hội đến với nhau á thì sẽ nhanh thôi, sẽ tạo dựng sự nghiệp. Sau này thì định hướng của anh là gì? À, sau này anh cũng vẫn phải kinh doanh và có thể làm mảng bất động sản. Bây giờ hai bạn đứng lên, tiến tới mình nắm tay nhau một cái để mình cảm nhận coi cái cảm xúc mình như thế nào. Chứ hiện tại nhiều khi về cái ngoại hình nó ngăn cản mình là không có được. Tay anh lạnh quá. Rồi nhìn thẳng nhau, nắm tay nhau 30 giây. Thấy cặp đôi này có hợp không ạ? À? Em thấy sao? Anh thấy cũng ổn lắm á chứ. Ổn mà. Cũng hợp mà. Bây giờ ngồi lại mỗi người nói một câu cảm nhận của mình hiện tại về đối phương như thế nào. Em thấy, nói chung là em vẫn thấy anh tròn tròn. Mà anh cũng phúc hậu, nhìn cũng dễ thương. Thì anh cũng thấy em rất rất là phúc hậu, dễ thương và ưa nhìn. Thì nói chung là tròn tròn á, thì anh cũng đang cải thiện. Cũng đang tập, cũng đang giảm cân, tìm mọi cách. Mình có thể đến với nhau thì mình tìm hiểu qua những cái lần mình tập gym. Hoặc là mình đi bộ, hoặc là mình chạy bộ với nhau. Thì đó là những cái lần mình tìm hiểu anh, tiếp theo. Anh ở quận mấy? Ở Phú Nhuận, em ở Bình Tân ngay gần khu công nghiệp Tân Tạo á. À cũng gần, không có xa. Dạ. Anh có thể chạy qua tập tạ với ý quá. Tập gym với em được không? Chạy bộ qua đó được không? Chắc anh chạy bằng xe máy á. À, chạy xe máy xong gửi xe đi bộ với em. Rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Ít phút nhưng mà cũng đủ để chúng ta có thể cảm nhận được đối phương là như thế nào. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận, suy nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta nãy đến giờ. Để xem hôm nay bạn hai bạn có duyên, có phần với nhau không. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Lo, rất lo. Nhưng mà cuối cùng thì duyên đã đến. Chúc mừng em trai nha. Nắm chặt tay đi. Hãy thể hiện bản lĩnh của mình nha. Và chăm sóc bảo bọc cô ấy nha. Cô gái rất là dễ thương đó. Đây là những chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn có thể đến xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Và đây xin gửi tặng hai bạn phần quà của nhà tài trợ Imanzel. Dạ, cảm ơn chị. Thêm quà tặng là một cặp gói cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi các bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Vẫn còn thủ tục chúng ta chưa làm. Đúng rồi, hôn đó nhau đi hai bạn. Hôn nhau. Để quà nhiều quá. Bằng mọi cách em tìm mọi cách. Hôn cái nha. Trời ơi, hôn cái nha, dễ thương gì đâu. Nhiệm vụ của em nha. Dạ. Cố gắng nha em gái. Thông báo sớm cho tụi anh nha. Chúc mừng hai bạn. Rồi. Hãy vui lên nào. Cười thật tươi. Và giữ lấy hạnh phúc đó nha. Chúc cho hạnh phúc sẽ được lan tỏa. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào khung giờ rất là quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể theo dõi lại trên cổng thông tin Love TV. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Imanzel, thuốc dạ dày chữ Y, bảo vệ niêm mạc, giảm nhanh cơn đau dạ dày đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Linh, xin chào. Hồng Lan và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hy vọng ngày hôm nay chúng tôi sẽ kết nối những cặp đôi đang tìm một nửa yêu thương của họ để đi đến bến bờ của hạnh phúc.
Và chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chương trình xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ mời cặp đôi đầu tiên bước ra sân khấu để trò chuyện với lại quý vị. Xin mời. Wow. Mời nhà trai. Nhà gái hôm nay có một điều rất là đặc biệt, cho nên chắc có lẽ là xin phép được mời nhà gái chúng ta giới thiệu về mình trước. Dạ, thì lần đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh và các bạn xem đài cũng như là các bạn anh chị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin chào nhà gái. Nhà gái hiện tại đang sinh sống và làm việc ở đâu cưng? Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Em làm nghề gì? Em đang làm nhân viên văn phòng và là diễn viên tự do ạ. Hèn gì tôi thấy tôi nghi nghi lắm, làm nghệ thuật đây nè. Tên là gì? Em tên là Gia Linh ạ. Giới thiệu bên đây tên là Quyền Linh. Gia Linh sinh năm mấy vậy? Em sinh năm 97 ạ. 97, mời nhà trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Xin em chào chị Lan. Em chào quý vị khán giả đang xem đài, em chào nhà gái nha. Dạ, em tên là Đào Nhật Minh, 25 tuổi, hiện đang là diễn viên sân khấu kịch Phú Nhuận. Trời đất. Để tôi qua tôi coi coi cái mặt có quen không mà. Đồng nghiệp nè. Sân khấu của bà Bầu Hồng Vân. Hello cưng. Hello chị. Trời ơi, chào cái sơm tụ dễ sợ luôn. Không quen luôn. Không quen luôn, đúng rồi, chưa diễn viên bao giờ. Dạ. Bây giờ quen. Dạ, giờ quen. Ưu điểm của em là em rất là thích nghệ thuật, em rất là thích đàn, thích hát. Em rất là thích pha trò cho người này người kia. Thấy hôm nay là nhà gái có đem cây guitar lên sân khấu thì chắc có lẽ là sẽ để cho nhà gái show cái ưu điểm của mình ra. Đó là biết đàn, biết hát nè. Chắc là em xin phép gửi đến bạn nam bên kia cũng như là các bạn xem đài cũng như là chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh á, bài hát em thích nhất là bài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Em xin phép được đánh cũng một đoạn nha mọi người. Quý vị khán giả, sau khi xem những cái hình ảnh vừa rồi thì có cảm giác như thế nào? Nhưng riêng Ngọc Lan, nếu như Ngọc Lan là ngồi cái ghế đỏ ở bên kia là Ngọc Lan bấm nút liền. Cái hình ảnh nó rất là đẹp, rất là dễ thương với một cái bên đây ta phấn khích luôn á. Mọi người một chút, tại vì do em hơi run quá cho nên là em đánh hơi chật nhịp, sai lời một tí xíu ấy. Mong mọi người thông cảm cho em. Không sao em ơi, em đẹp là tha thứ hết. Cái đó là ưu điểm rồi, còn khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là em mau quên á. Kiểu như nói một cái lần tới một tí xíu là em quên liền. Rồi ngoài ra thì còn gì nữa không? Tính em thì chỉ có mau quên với lại là em hơi lề mề một tí xíu thôi. Nhưng mà em có một cái rất là hay mà cái này là mọi người cũng công nhận á, em hay quên thôi. Nhưng mà đường đi em nhớ rất là rõ. Em qua nhà bạn em,
qua có đúng một lần duy nhất thôi mà 4 năm sau, 5 năm sau em vẫn nhớ được em qua bình thường. Nói chung là tạm thời thì nhà gái chưa có khuyết điểm gì hết trơn trọi á. Giờ tới bên nhà trai đi. Ưu điểm khuyết điểm nói cho nhà gái nghe kìa. Dạ con thì con cũng không có ưu điểm gì ngoại trừ cái gì con cũng biết hết á. Từ nấu ăn, thể thao cho đến là mang lại niềm vui cho mọi người. Rồi có gì điểm yếu không? Dạ điểm yếu của con thì chắc cũng nhiều lắm. Con có thể con bị hơi tăng động á. Dạ. Con hơi tăng động đó. Tăng động cũng tùy theo chỗ. Dạ. Nhiều chỗ tăng động quá nó tăng xong là mệt lắm đó nha. Nghe không? Rồi còn gì nữa? Dạ, một cái nữa là con bị trả tin á. Con tin lời người ta xong con mới ngồi con nghiệm lại. Tức là đưa tiền người ta xong tôi sách đi xa dạ. Thiệt xa mới nhớ lại mình... Dạ. Con bị lừa một lần rồi. Là xong xuôi hết rồi con mới ngồi con nhớ lại là lúc đó làm game á chú. Đưa tiền xong xuôi hết rồi xong người ta lấy tiền đi mọi người trắng tay. Con bị lừa chừng 2-3 lần thì con sẽ có kinh nghiệm thôi. Tự mình rút kinh nghiệm thôi ha. Dạ. Con có mấy mối tình rồi? Dạ mối tình của con là con nếu mà mối tình chính là 2, mối tình phụ là 20. Trời ơi trời, phụ gì mà tới 20 lận. Dạ không phải, phụ là vô vai tình cảm rồi đôi. À là gia diễn gia đó diễn ha đó, dạ, gia trời diễn. Ơi trời, mình tăng động vừa thôi. Dạ. Phải kìm lại một chút. Nghe không? Cái mối tình mà chính thức là nó làm sao? Dạ mối tình chính thức là lúc đó là bên học văn hóa nghệ thuật du lịch Sài Gòn á, là lúc đó đang học được năm 2. Em hồi xưa em học là học hết học kỳ 1 năm nhất là em không lấy tiền nhà rồi là em tự đi bươn ngoài á, thì cảm thấy nó cũng hơi khó khăn thì bạn mới kêu là nếu mà đến được thì bạn lo. Xong em mới suy nghĩ nếu mình cũng trai mà mình kiểu mà mình bị phụ thuộc quá, bị dựa dẫm vào người ta quá nên thôi. À, quyết định là không tới tại cũng cái lòng tự dạ, trọng, tự trọng. Nên là thôi không tới được nên là nói chuyện xong hai đứa là bạn, giờ bạn đi lấy chồng rồi. Còn một người nữa thứ hai, mối tình thứ hai là quen là ở ngoài Bắc, lúc đó bà cũng không cho. Rồi còn đâu nữa? Con hết rồi á, con toàn con đi qua làm con hết chuyện tình yêu rồi á. Bây giờ nhà trai ngồi bên đây tôi nôn nóng qua nhà gái đó, tôi thấy nhà gái rất được nhẹ nhàng quyến rũ, giọng hát đầy cảm xúc. Tôi nôn lắm, để tôi qua tôi xem nhà gái coi. Trời ơi, nụ cười tỏa nắng. Nói chung á là mấy người tên Linh ai cũng dễ thương. Trời ơi, nhà trai không có gì phải chê cả. Bây giờ mình không thích điều gì đàn ông? Em thì không có thích con trai hút thuốc lá. Em không thích con trai gia trưởng. Tăng động kiểu này chắc nó không gia trưởng đâu. Ủa mà nãy giờ là nhà gái chưa có nói về tình trường của mình đúng không? Hiện tại thì em mới trải qua có một mối tình thôi. Một mối tình thôi, có sâu đậm không? Dạ không ạ. Mối tình đó là năm lớp 10. Em quen được có 3 tháng rồi chị. Thôi vậy thôi, được, khỏi cần phải kể. Một mối tình rất là chớp nhoáng. Nhà gái cho chúng tôi biết được cái mẫu hình lý tưởng của nhà gái như thế nào? Em thì thích con trai chỉ cần có 3 điều thôi. Cũng không có cần cao, to hay là đẹp trai gì đâu. Chỉ cần đúng 3 điều là: một là phải có tính ý chí, hai là phải có quyết đoán, cái thứ ba là phải có cái trách nhiệm, là trách nhiệm trong lời nói của mình là phải nói được mà phải làm được nữa. Ý chí, quyết đoán, trách nhiệm có không nhà trai? Thiếu, con bị thiếu cái quyết đoán á, con dễ bị dung vọng cả tin đó chú nên không có quyết đoán được. Quyết đoán. Dạ. Mẫu hình của nhà trai như thế nào? Dạ, mẫu hình của con thì con thích một cô gái chân thực một chút xíu, dễ thương một chút xíu và biết hiểu được công việc của con. Nói chung là giống như chị Quỳnh của anh Dương Lâm vậy đó. Dạ. Giữa Lâm. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta hỏi ý kiến của người thân đi ông Mai ơi. Em đi với ai cưng? Hôm nay thì em đi chung với chị của em là chị Minh Hiếu. Trước tiên cho em xin gửi lời chào tới tất cả khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cái ấn tượng đầu tiên của em với lại nhà trai thì là anh ấy khá là vui vẻ. Có lẽ là sẽ hợp với Gia Linh. Tại vì Gia Linh cũng rất là vui, nếu mà cặp này mà ráp vào thì chắc em nghĩ là cái chợ không có bằng hai bạn luôn á. Dạ. Bé nhà em nó lên nó bị khớp á, cho nên là mọi người thấy nó hơi rụt rè. Chứ bình thường nó nói mà em phải đăng ký chương trình cho bạn tham gia để bạn có người yêu á, chứ bình thường có hai chị em nó nói hoài em nhức đầu lắm, giờ em phải tìm người em bát nó qua. Bát nó qua? Dạ. Trời đất ơi, trời, có bà chị đáng đồng tiền ghê vậy. Dạ. Trước mắt là thấy cái giao diện rất là ok, sáng sủa, đẹp trai, hòa đồng vui tính. Đó. Còn quyết định như thế nào thì của Gia Linh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ em đi với chị gái của em ạ.
Chị ruột luôn hả? Chị ruột luôn ạ. À. Xin chào MC của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và tất cả quý khán giả đang ở chương trình, ở khán đài cũng như khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Cảm Giang, đây là chị hai của Nhật Minh ạ. Theo hai thấy là cái bạn gái ở bên này á, bạn khá tính chất là bạn rất là xinh, bạn kiểu rất là nhẹ nhàng, kiểu bạn rất là tinh tế. Ở nhà á, Nhật Minh cũng kiểu chị cũng rất là ít nói, nó cũng hay nói nhiều, nó rất là nhiều, chị cũng muốn bắt nó cho em. Rồi, cảm ơn nhà trai và nhà gái. Mở rào. Anh tặng em quà. Không có gì hơn hết, em mở ra em coi đi. Em mở liền được không? Mở liền á, hơi bất ngờ. Em mở liền đi. Trời đất ơi, quá bất ngờ luôn anh ơi, em cảm ơn anh nhiều luôn ạ. Không có chi. Gì mở ra luôn, mở ra bất luôn. Ngờ dữ vậy, mở ra luôn, cho khán giả luôn, thôi. Đứng ra luôn. Ảnh tặng em mấy cái khẩu trang. Món quà sức khỏe. Tốt. Dạ, rồi em cảm ơn anh nhiều. Không có chi. Nãy giờ ngồi bên này anh cũng cảm giác được sự đầm ấm nhẹ nhàng của em á. Thì em cảm giác anh cho, tại vì anh bắt đầu anh bị run rẩy nhẹ đối với em rồi. Nãy lúc mà nghe anh nói em hơi lạnh xíu, mà giờ gặp anh rồi là em hết lạnh rồi. Anh lạnh hơn rồi, bây giờ thấy anh bắt đầu lạnh rồi đó. Em ấn tượng của anh đầu tiên là cái áo của anh mặc. Tại vì trước giờ em chưa có thấy bạn nam nào mặc áo đó hết trơn. Cái thứ hai là cho em hỏi là cái chuỗi đó anh mua ở đâu vậy ạ? Cái chuỗi này là anh đi chùa. À, em cũng có cái chuỗi này, em cũng đi chùa nè. Thực ra là anh muốn nói một vài điều là như vậy nè. Bản thân em làm diễn viên thì em cũng biết được là mình cũng cần khoảng thời gian để mình tập trung cho công việc của mình. Chứ anh sợ khi mà quen rồi á, người ta luôn nghĩ là lấy lý do công việc để là một cái lý do để cản trở mối quan hệ á chị. Giống như là lúc nào anh bận rồi không gặp nhau được, là em sợ là đối phương sẽ nghĩ như vậy. Thực ra hai bạn á là cùng nghề với nhau cho nên nó sẽ có những cái rất là thuận lợi. Nhưng nó sẽ có những cái như thế này. Ví dụ như đặt một trường hợp, một ngày nào đó bên đây người ta có nhiều cái điều kiện, nhiều cái cơ hội, rồi người ta sẽ nổi tiếng hơn, và bản thân mình lại không có được cái tiếng tăm nó bằng với bạn gái của mình, thì nó có là một cái điều cản trở tình cảm của hai đứa không? Và có chấp nhận được cái việc một ngày nào đó mình chấp nhận mình lui về để cho bạn gái mình tỏa sáng không? Và ngược lại, bên đây nổi tiếng hơn, mình thì không có nổi tiếng bằng, thì mình có bị ganh tị vì cái điều đó hay không? Hay là mình chấp nhận mình lui về, mình sanh, mình đẻ, mình nuôi con để mà mình làm hậu phương cho cái sự nghiệp của chồng? Dạ, thì em thì chỉ quan ngại cái vấn đề là khi mà em không làm được á, thì sẽ bên gia đình bên kia sẽ nghĩ như thế nào. Em sợ bị người ta kêu là không có vững chãi để mà lo lắng cho bên con gái họ được, thì em sẽ bị sợ là vấn đề đó. Cái vấn đề ở đây là thực ra trong một cái mối quan hệ mà một trong hai người mà thấy mình thua thiệt với cái đối phương bên kia, đi chung với đối phương bên kia mà mình cảm thấy mình kém cỏi hay như thế nào đó, thì em nghĩ là cái mối quan hệ đó nó cũng hơi bị, cũng có vấn đề ở trong đó rồi. Nhưng mà thực sự nếu như mà một trong cả hai người mà đủ tình cảm đủ lớn cho nhau á, thì chắc chắn một trong cả hai người sẽ không bao giờ cảm thấy thua thiệt đâu. Tất nhiên thì một ngày nào đó thì em cũng phải lui về em chăm sóc cho gia đình chứ à. Chứ không thể nào mà em sẽ đi diễn ngoài được. Thì sau khi mà ổn định hết tất cả, là lúc đó mà cái đam mê của em mà nó vẫn còn và vẫn có điều kiện, vẫn có khả năng mà em có thể thực hiện được cái ước mơ của em á, thì chắc chắn em sẽ tiếp tục. Và em nghĩ nếu như mà cái bạn chồng của em tương lai mà cũng là cái người hiểu cho em, và cũng là cái người mà cùng đam mê với em, thì chắc chắn sẽ hiểu được cái nỗi niềm đó. Xuất sắc. Trả lời vậy là thôi, còn gì nữa đúng không? Bây giờ hai đứa tranh luận nhau để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Cái bản tính thật nó nằm ở chỗ nãy giờ đó. Bây giờ giao lưu đi, các bạn có tài nghệ gì các bạn biểu diễn, tự biểu diễn cho nhau đi. Đứng lên thoải mái lên nào, đó. Anh xin biểu diễn một vài câu rap nha. Anh có thể vẽ em thật kiêu sa, nét ngọt ngào trên áo còn thêu hoa. Phút chạnh lòng anh cứ tưởng mà đi xa, sẽ không còn vì những thứ mình đi qua em ơi. Thanh xuân này ngắn ngủi, tim sáng nhỏ làm sao viết thành văn tơ vò. Còn vương lại khe núi ôm cả bầu trời, niên thiếu của thành trăng. Em biết chăng, mùa xuân chẳng trọn vẹn, tim lạc đường khi ta chẳng thấy nhau. Nhìn trăng kia vàng còn treo chiếc đầu ngõ, sợ em đi rồi mùa hạ hôm ấy đâu. Anh chẳng ước mình như là cánh chim, bay giữa muôn trùng đất mẹ này bao la. Anh muốn được nghe giọng em nói, muốn thấy em cười bình yên vì sao cả nghe em. Rồi, như vậy cũng đủ để chúng ta có thể cảm nhận về nhau rồi. Chúng ta sẽ tiến gần nhau, mình nắm tay bạn gái.
Mình nói hết, suy nghĩ nói thật lòng nha. Anh thì nãy giờ trò chuyện thì anh cũng thấy em một con gái cũng có chút thơ, rồi cũng thẳng thắn, cũng khéo léo á. Nhưng mà anh chỉ muốn hỏi là em có chịu được cái sự tăng động của anh hay không? Nếu như mà tăng động thì chắc em tăng động hơn anh á. Tại anh cũng chưa biết được, tại nãy giờ anh thấy em vẫn dịu dàng đầm thắm, nên là anh cũng chưa biết được nó mức độ nó như thế nào. Nếu mà em chịu được thì anh cũng có thể chịu được. Em gái sẽ tự trả lời bằng nút bấm. Chúng ta về vị trí ngồi đi các bạn. The Great Wave Toshiba. Hãy để tay vào nút bấm, kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn. Cảm giác xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, các bạn đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không đúng, các bạn không cần bấm. Nút bấm đó để cho nhiều người khác sẽ bấm. Chúng ta đừng làm mất duyên của người khác. Bấm nút là phải có trách nhiệm với điều đó. Suy nghĩ cho kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Em trai không bấm. Có thể nói chút về lý do đó. Dạ, thực ra là khi mà nói chuyện ban đầu á thì con rất là có ấn tượng. Nhưng mà khi mà cảm giác con bước qua đây để con nắm tay, cảm xúc con không có. Đó là một cảm xúc rất là thật. Em gái, nói những cảm nhận của mình đi. Thực ra thì khi mà em đến đây thì cái chuyện bạn nam bên kia không bấm thì em cũng đã lường trước được rồi. Cho nên là thôi không sao. Thực ra đây là một cô gái mà Lan thấy rất là sâu sắc, rất là thông minh. Lan cam đoan rằng nếu như ai mà có được cô gái này là như có một cái bảo bối gì đó. Cảm ơn các bạn đã đến đây với chương trình. Trước khi kết thúc chương trình cho em xin phép bắt tay anh được không ạ? Tại vì biết đâu được sau này mà đi diễn ngoài sân khấu hay là quay ở đâu đó thì lại là đồng nghiệp của nhau. Đúng rồi. Hay, em gái rất là hay đấy. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT, một bộ sản phẩm trọn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén AMBT. Nhãn hàng AMBT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMBT, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ FUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Cảm ơn em. Bây giờ thì chúng ta tới với cặp đôi thứ hai nha. Xin mời. To tròn hậu vai rồi thì có thể đô một chút cũng được, tại vì con thích ốp lắm. Bên đây là hơi vạm vỡ luôn nha. Thế là em thích bạn gái có số đo vòng 1 từ khoảng 85 đến 90. Trời ơi, Lê Ngọc Lan kiểm tra. Tôi thấy là hơn tôi đó, mà tôi không biết là có được 90 cây câu thì tôi không biết. Có đem thước theo không? Dạ, dạ, đó, có đem thước luôn. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin được chào MC Quỳnh Linh. Chào em. Dạ, em xin được chào MC Ngọc Lan. Xin được chào bạn nữ bên kia. Em xin được tự giới thiệu. Em tên là Phạm Ngọc Dương, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Lâm Đồng. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên kỹ thuật. Mời nhà gái. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em tên là Phạm Thị Xuân Thùy. Em sinh năm 1993 tại Đà Lạt. Dạ, công việc hiện tại thì em đang làm giáo viên tự do. Sinh sống và làm việc tại Đà Lạt. Nhưng mà cụ thể là em ở đâu Dương? Dạ, em ở thành phố Hậu Lộc. Từ nhà em lên thành phố Đà Lạt là 110 km. Rồi, vậy là khỏe rồi. Có lẽ là hợp lý rồi đó. Hai bạn là cùng chung tỉnh Lâm Đồng rồi đó.
Điểm mạnh điểm yếu của Dương là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì em được mọi người nhận xét là em vui vẻ hòa đồng, em hiền lành chất phác, em không biết hút thuốc, khá là siêng năng chăm chỉ trong công việc. Rượu bia thì em có uống nhưng mà ít thôi ạ, em chỉ uống được rất ít. Có điểm yếu gì không Dương? Dạ, điểm yếu thì em có, dạ đó là em hơi nhát gái, gặp bạn gái mà không biết bắt đầu từ đâu, không biết nói cái gì. Rồi hôm nay anh sẽ bắt đầu cho nha. Dạ dạ dạ. Vậy tính ra là ở bên đó hoàn hảo quá trời luôn á, không có một cái điểm yếu nào hết trơn á. Nhát gái nó không phải là điểm yếu đâu, đôi khi đó là điểm mạnh đó. Rồi bây giờ chúng ta hãy nghe điểm mạnh điểm yếu của nhà gái nè. Điểm mạnh của em là em vui vẻ mà em cũng muốn mang năng lượng tích cực tới cho mọi người nữa, biết nấu ăn, thích chăm sóc gia đình của mình. Còn điểm yếu thì em hơi cầu toàn, cũng hơi khó tính một chút. Cái gì nó phải gọi là đâu ra đó. Dạ em cũng có chút hơi cầu toàn. Vậy hai người ở nhau được đó. Hai người cầu toàn hết được, không sao. Rồi tình duyên nhà gái sao nè? Dạ em trải qua một mối tình rồi ạ. Kéo dài bao lâu? Dạ kéo dài hơn 2 năm. Lúc yêu thì dĩ nhiên là rất là mặn nồng rồi, nhưng mà tới một cái thời điểm nào đó em cảm thấy nó không còn được như vậy nữa. Nó hết mặn nữa thì thôi chia tay. Mình không cảm thấy cái sự quan tâm của bạn ấy dành cho mình nữa. Trong tình yêu thì em nghĩ là mình nên chung thủy, mình phải biết quan tâm chăm sóc cái người bạn của mình. Em chủ động chia tay luôn? Dạ đúng rồi. Cái chăm sóc quan tâm là nó quan trọng lắm nha em trai. Dạ quan điểm của bạn cũng giống quan điểm của em. Rồi vậy còn đường tình duyên bên kia? Dạ về tình trường của em thì em chưa có mối tình chính thức nào. Yêu đơn phương không? Dạ có. Dạ, hồi cấp 3 thì đi học em có yêu đơn phương một bạn nữ trong lớp. Thì em có tỏ tình với bạn nhưng mà bạn chỉ nói với em là tớ chỉ xem cậu là bạn thôi. Bên đây là chưa có mối tình vắt vai luôn nha. Để đi qua coi dung nhan sao mà ế tới giờ đây nè. Chào chị Ngọc Lan. Dạ. Trời cũng ngon trai, chúng ta ngon lành vậy mà sao mà ế được trời. Sao tại mình cầu toàn quá nên mình không có bạn gái hay sao? Dạ trước kia thì em tự nhìn thấy mình là cũng kén chọn. Giờ bớt kén chọn dạ, chưa? Dạ, em bớt nhiều lắm rồi. Giờ bớt nhiều lắm hả? Dạ, bớt. Giờ bớt đi rằng có bạn gái gì người ta. Dạ. Ừ. Cái gì mà cười hoài vậy? Bớt chứ. Làm gì người ta gì trả giá như vậy? Là còn trai tân mà làm gì trả giá như vậy? Đúng không? Mình chưa quen ai hết, rồi sao có kinh nghiệm cua gái đây? Mình cứ mạnh dạn tự tin, chân thành lên là được. Vậy chút nữa mình mở cái rào ra là mình mạnh dạn, mình thể hiện, mình tỏ tình với người ta nghe không? Dạ. Hồi đó em tỏ tình sao Dương? Em nói cái mối tình mà em yêu đơn phương, tỏ tình sao mà người ta từ chối vậy? Tớ thích cậu, là bạn gái của tớ nhé. Cọc lóc vậy thôi. Cậu là không được rồi. Anh thích em. Đúng rồi. Dạ. Tôi thích cậu. Cái hồi đó là em là học sinh cấp 3, em không có nhiều kinh nghiệm, em cũng không biết. Nhưng... Vậy chút nữa mở cái rào ra là nói liền á, anh thích em. Dạ. Qua tôi coi nhà gái coi sao nha. Chào chú. Giỡn hoài. Cô giáo dễ thương, cô giáo dễ thương ha. Có má lớn đồng tiền nữa nha. Cô giáo không thích điều gì đàn ông? Con không thích đầu tiên là bất hiếu. Cái đó không ai thích hết trơn á. Dạ đúng rồi. Cái thứ hai là bạn nam không có một cái lý tưởng sống nào hết. Dạ có. Không chung thủy. Em thì em có tư tưởng chung thủy lắm. Rồi còn không thích gì nữa không? Hút thuốc. Em ơi em không biết hút thuốc. Dạ. Diễn tả coi một mẫu hình lý tưởng coi giống chàng ca bên kia không? Ngoại hình á. Thì mong muốn là kiếm được một người bạn cao hơn mình một tí. Cao hơn. Dạ rồi mặt á thì phải phúc hậu. Thì to phúc tròn hậu, hậu. Vai đồ á thì có thể đô một chút cũng được. Tại vì cấm thích ôm lắm. Bên đây là hơi vạm vỡ luôn nha. Phải giỡn nè. Đó là về bề ngoài thì con nghĩ là cái bề ngoài nó chỉ chiếm 20-30% thôi. Tại vì cái đó là ông trời ông cho nữa. Cái mà con đánh giá cao nhất á, nó là về cái tính cách. Tôi thấy đằng trai tôi đáp ứng hết rồi đó. Rồi bây giờ thì hình mẫu của nhà trai như thế nào nói đi để bên đây người ta coi làm sao. Nói cho bà mối bà biết đi. Em hình mẫu bạn gái lý tưởng của em là đầu tiên là về ngoại hình thì 1m55 đến 1m65. Ngon. Anh ơi em 1m50 được không anh? Được em ơi. Dáng mi nhon thon thả. Có mi nhon. Da trắng, tóc dài. Có luôn. Với cả em thích bạn gái có số đo vòng 1 từ khoảng 85 đến 90. Trời ơi. Mày tôi không biết. Để Ngọc Lan kiểm tra. Dạ dạ. Cái này phải nhìn ngó kỹ kỹ một chút. Tôi Mất thử à.
Tôi thấy là hơn tôi đó, mà tôi không biết là có được 90 cây câu thì tôi không biết. Có đem thước theo không? Dạ, dạ, có. Có đem thước luôn. Anh ơi, lỡ hàng giả độn đi sao anh? Kệ, có đo còn hơn không. Đem cái thước em đó. Đem, đi kiếm vợ đem cái thước theo đo thiệt hả? Sợ hả? Đứng đây. Đo bà trước bao nhiêu? Tôi không đủ tiêu chuẩn. Đo đây thử coi. Ủa sao đo bằng tay, có thước mà đo. Đây là đủ 90 nè, đủ tiêu chuẩn của em nè. Dạ, nhưng mà em thích con gái. Thật ra là người ta thật thà thôi. Từ xưa chưa bao giờ yêu hết trơn á. Có sao nói vậy người ơi, cũng thông cảm nha. Cái này đúng là thật thà đó em. Có sao nói vậy chứ nếu mà người ta giấu rồi cái mai mốt rồi tìm hiểu nhau, quen nhau rồi tới lúc đó người ta mới nói ra thì cũng còn mệt nữa. Còn tiêu chuẩn gì nữa không? Về tính cách thì em thích một người yêu lý tưởng là hiền lành, đạo đức, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, siêng năng, chăm chỉ, chịu khó. Cô giáo này rất là hiền luôn, gương mặt rất là phúc hậu. Có người ta chân thật như vậy đó, mà mối cũng thông cảm nha. Nhà gái đi với ai? Dạ con đi với bác. À bác hả? Chết, có bác hả? Dạ con chào bác. Bác thông cảm nha, tuổi trẻ giờ nó cũng hơi hiện đại quá ha bác ha. Bác thấy là cái cậu này cũng được hả con? Hiền không? Hiền quá. Nói chuyện cũng thiệt thà đó, dễ thương. Nó thiệt tình luôn á. Thiệt tình, thấy là nói chuyện gì là biết, đem thức dây là biết rồi đó. Có ai mà chọn vợ mà đi đem thức dây theo không? Đúng rồi. Vậy là bác bỏ qua cái vụ đó ha bác ha? Không thôi là không chịu rồi đó. Dạ. Chứng tỏ rằng cậu này rất là thiệt tình. Thiệt đến mức có thể, thành ra không có giấu chuyện gì hết trơn á. Đúng rồi. Ít thì hay nhũng nhẽo lắm nha. Con phải dỗ cho thầy này chứ thầy hay nhũng nhẽo lắm đó. Dạ. Cảm ơn bác. Thằng Dương đi với ai Dương? Dạ hôm nay em đi với em trai em ạ. Chào em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dưới đây thấy chị thì rất là xinh, hiền, phúc hậu. Và em không biết nói gì hơn, thấy anh chị rất là hợp nhau. Và hy vọng hai anh chị có thể có một cái duyên để tìm hiểu nhau. Em có gia đình chưa? Dạ em có rồi ạ. Rồi giờ mẹ em ở chung với mẹ ha, ở đâu? Dạ em ở nhà ở Thủ Đức ạ. Dạ. Từ nữa lấy vợ rồi ai về chăm sóc mẹ, có phân công chưa? Dạ không, dạ bọn em thì với em thì em có kế hoạch là khoảng 2 đến 3 năm nữa thì em sẽ về quê. Em muốn ở với mẹ, chăm sóc mẹ. Còn anh Dương thì em không biết. Rồi, vậy là coi mốt chăm sóc mẹ đó. Thì em cũng muốn là về chăm sóc mẹ. Bởi vì để mẹ ở nhà mình như vậy thì thực sự là không nỡ. Mẹ nhiêu tuổi rồi? Dạ, mẹ em năm nay cũng 60. Mẹ đang ở với ai ngoài đó? Dạ, mẹ đang ở nhà một mình. Rồi, thấy thương mẹ không? Vậy phải tranh thủ một trong hai bạn bạc với nhau vợ với mẹ nha. Cảm ơn em. Bây giờ hai bạn sẽ gặp nhau nha. Dạ. Mở rào. Wow. Chào em. Dạ, chào anh. Anh có món quà tặng em? Dạ, em cảm ơn. Ngoài em cũng có món quà anh tặng anh ạ. Wow, em cũng thích đọc sách. Dạ, em rất thích. Thì hôm nay cũng thật là trùng hợp và anh cũng chuẩn bị một quyển sách để tặng em. Dạ. Chu đáo quá ha. Đây là quà anh tặng em, hy vọng là em sẽ thích. Anh tặng em một món quà. Với anh thì anh rất là thích đọc sách. Thì sách vừa là bạn vừa là thầy. Trong đó có nhiều tri thức tốt, hy vọng là em sẽ thích. Dạ, em cảm ơn. Dạ, chào anh em. Dạ. Em ơi, em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh cũng hiền. Về tính cách này kia thì em nghĩ là phải có thời gian để tìm hiểu thì mình mới đánh giá một con người chính xác hơn. Đúng rồi em. Dạ. Rồi anh thì anh thấy em là anh cũng ưng rồi. Tại vậy còn không ưng nữa thôi. Dạ. Anh thấy em cũng hiền lành, cũng giọng nói rất là dịu dàng, ngọt ngào dễ nghe. Dạ, em cảm ơn. Nếu mà hai đứa mình hẹn hò với nhau thì em muốn là một tuần gặp nhau mấy lần? Chủ động sắp xếp thời gian thôi anh. Thì vì em ở Đà Lạt á, nên là công việc này kia thì em cũng đang ổn định trên đó. Xong rồi về cái chuyện khoảng cách thì anh không ngại gì cả. Anh cũng có thể là anh về quê để là làm việc rồi để cho gần em để tiện cho việc hẹn hò. Đó. Vậy đó là hết ế đó. Dạ.
Hoặc là anh cũng có thể lên Đà Lạt làm việc để gần em hơn. Tiện chăm sóc mẹ luôn. Dạ, cũng đúng tiện đó. Chăm sóc mẹ nữa, bởi vì theo em thì nhất cụ ly nhì tốc độ. Đó, đó. Có kinh nghiệm rồi đó. Ông chưa yêu lần nào mà ông kinh nghiệm ghê ông ơi. Đó, giờ ông mạnh mẽ đó, đúng rồi đó Dương. Thì em chỉ mong là những gì anh nói ngày hôm nay đã phát sóng trên truyền hình rồi thì nó là giống như là cái bằng chứng vậy đó. Đúng rồi, mai mốt mà làm trật một cái là mở cái chương trình này lại cho coi. Dạ đúng. Đó. Em ơi, khi mà mình hẹn hò thì khoảng bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân, kết hôn? Khi nào mà anh cầu hôn em đi để em sẽ hay kết hôn. Trời hay luôn. Rồi bây giờ hai bạn tiến tới rồi cho nhau một cái cảm xúc nó gần hơn. Lên đây. Đó, nắm tay bạn nha. Thục lui hai bước Dương. Lui hai bước lại Dương. Cho chính giữa sân khấu đẹp nè. Đó, đúng rồi. Rồi. Đó, đọc thơ rồi ca hát gì đó. Cái gì cảm xúc ngày xưa mình yếu á thì bây giờ mình làm. Đến với cái chương trình này á thì anh cũng có chuẩn bị sẵn bài hát để anh tặng em. Thì bây giờ với cả một bài thơ để tặng em nữa. Thì em biết là em thích nghe hát trước hay là nghe thơ trước? Dạ, hát trước. Rồi anh sẽ hát. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm văn thơ, qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đáng ước mơ. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Yêu em cho đến thì ong thôi là mật, đến khi loài chim quên lối bay. Anh muốn được cùng em về miền biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng, dưới bóng dừa là lời, sẽ nói yêu em mãi, sẽ nói những lời yêu thương anh đã từ lâu giữ giữ trong lòng. Hay quá, một liên khúc luôn. Còn bây giờ là bài thơ của anh. Em ơi, có phải duyên mình đến, cứ ngỡ yêu em từ thuở nào, bấm nút liền đi mình hẹn hò, sang năm đám cưới khỏi hôn nào. Dạ em cảm ơn. The Great Wave. Toshiba. Huy Dương, chuẩn bị. Đó. 1 2 3. Anh trai tôi là quyết liệt vô cùng. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi. À, bây giờ cảm giác sao Dương? Dạ em cảm thấy thoát ế rồi đó. Tự tin lắm á. Thật ra chàng trai này dễ thương vô cùng luôn á. Cảm xúc mình sao? Dạ bây giờ thì em cũng thấy khá là vui. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm trọn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén Amity. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không gỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chú. Rồi. Dễ thương quá à? Dạ, quá là dễ thương luôn. Cặp đôi rất là dễ thương luôn. À, chúng ta cùng nhau chúc cho cặp đôi đó họ sẽ sớm tìm hiểu nhau và sớm sẽ về chung một nhà. Đúng rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Và bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt.